Rồi, hạn chế đi qua lại nha, không đi qua lại nữa nha. Đọc bắt. Rồi, qua đây. Đấy. Đi đây. Đây. Một tràng vỗ tay thật to dành cho hai đội. À, khán giả khoảng 5 người. Mấy tiếng đi ngoài của bạn, đi ra. Đi ra. Quá luôn, quá nhanh, nhanh, quá luôn, quá luôn. Mấy bên tay phát hiện. Dạ, cho nhau. Trước khi trận đấu. Cô Mỹ đã sắp. À, khán giả khoảng 5 người. Mấy tiếng đi ngoài của bạn, đi ra. Đi ra. Quá luôn, quá nhanh, nhanh, quá luôn, quá luôn. Mỗi tay phát hiện. Dạ, cho nhau. Trước khi trận đấu. Cô Mỹ đã sắp. Và sẽ là đá trước, trước một pha chút phẩm. Trận đấu bắt đầu. Nguy hiểm. Nguy hiểm, số 10. Nhưng họ về rất là nguy hiểm. Số 3. Đánh tiền cho đồng đội số 10 rất tốt. Tuy nhiên bị không ảnh của quá nguy hiểm. Bình Thành đã cản phá thành công. Bình Thành 20 của lượt đấu cản phá và bắn vừa rồi rất thành công. Nguy hiểm chia lại cho đồng đội số 17. Đó là và mới những phút đầu tiên nhưng mà hai đội đã đá tinh thần rất là nhanh. 20 Văn Thành đá bóng rồi. Nguy hiểm. Bóng hết đường biên. Phải nói quốc đại tìm bài ghê. Nhưng sáu là lái bóng được rồi. Các cầu áo đen 17 thêm cho đồng đội. Yeah.
vừa rồi của chúc một khán giả lại. Tuy nhiên Minh Trí rất tốt chìa vào cánh trái. Hello,
Messi, quay đi. Messi cũng bóng vào, bóng vào đây, bóng vào đây. Nhưng tất cả các cầu thủ áo đen đã bóng nhiều qua đây chứ. Chèn ép và lấy được bóng của các bạn. Đẹp ạ. Tiếp tục. Quốc Đại có bóng. Chuyền cho nhưng không được. Thế thì con đây, con kịp rồi. Không được rồi, đổi lại. Đừng bắn vậy là được đâu. Nè. Nếu là kèm sát chân nó vô thì là được. Biết chưa? Nó chuyển từ nó ra đâu. Kèm sát chân nó vô. Tiền cho số 3. Một mình số 3 rất lòng cho đội đen bao quanh. Các đội đen. Bóng vào quá đẹp. Không may số 3 mà một cú sút xa của một cầu thủ. Qua rồi. Lợi thế là tôi đi vô. Kít vào. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho các cầu thủ A6. Messi chuyền cho cánh trái. Cánh trái chặn được bóng rồi. Số 10. Số 10 đi bóng rất dẻo qua hai cầu thủ. Bóng chuyền mạnh lên bên trên. Tiếp tục những pha tranh chấp ở giữa sân. Nhưng không được. Một pha bóng chế bóng rất tốt của một cầu thủ A7, A6. Minh Kiệt. Rất đẹp, số 7, Quốc Huy, đi bóng rất tốt. Vẫn là Quốc Huy, kích. Rất đáng khen cho Quốc Huy. Cầu thủ A3. Hai đồng đội của mình rất tốt, đồng đội nhận lấy và đi qua. Số 3, có bóng. Quốc Đại. Quốc Đại đi bóng. Vẫn là Quốc Đại. Rất hay. Rất tốt, cảm ơn mặc dù lúc đó. Rất tốt, số 10. Rất tốt, chuyền sau lên bên trên. Nhưng không được gặp các cầu thủ A3 rồi. Số 7. Số 7 rất dẻo. Chuyền cho Quốc Đại. Nhưng Quốc Đại có bóng. Các cầu thủ A7. Yeah. Các hậu vệ A6 đã phá bóng lên rồi. Quang Khải. Quang Khải không được, đi phút. Quang Khải đã kịp chuyền cho đồng đội.
đẹp lắm. Thì vẫn kỳ cho nó đấy. Nhưng cầu thủ của A3 đã kịp thời cản phá. Số 3, Quốc Tài. Số 3. Ra ngoài. Chúng ta thấy rất nhiều cái sự khác nhau trong suy nghĩ. Mày tiếp tục. Và lên bắn của cầu thủ A3. A6 vẫn tiếp tục. Xin. Nguy hiểm, phá bóng rồi, bắp. Bích vào, vào rồi, tỷ số rút ngắn. Trọng tài, tay ngồi. Và tỷ số được rút ngắn, 2-4 cho các cầu thủ A3. Một pha sút rất quá hay, quá hay. Một pha hết sức cố gắng của cầu thủ. Một pha. Rất đẹp cho đồng đội số 9. Bóng vẫn còn. Số Thiên Phú rất đẹp. Càng về sau các cầu thủ A6 đá càng đẹp. Mình hết đá bóng thành công. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Đá bóng. Không được. Mình ký có lắm. Mình ký. Vô anh đi. Tiền bóng. Em cho thiện. Mất bóng rồi. Ra bên. Thời gian đang ủng hộ cho các cầu thủ A6. A3 có bóng nhưng Quốc Huy đã lấy bóng được rồi. Quốc Huy sút. Quốc Đại nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, rút nhanh, nguy hiểm, vào, không vào, chúng ta xuất sắc, đang lên vào, nguy hiểm, nguy hiểm, chết, tốt cho nãy đã không chế bắn thành công. Chạy theo thôi. Đá chân này trọng tài khẩu khẩu mình vô ép vô. Cú lên con. Vào rồi.
Đẹp chị chắc chắn. Quá nắng, một trận đấu mưa bàn thắng. Số 3. Một trận đấu. Xít. Ok, chạy chạy về đi ơi, chạy về. Đâu rồi, phép rồi.